Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bimi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trần Lê. Ở tập trước thì cuối cùng ba người cũng leo lên được chiếc taxi của ông Huấn, nhưng mà bây giờ thì vẫn không biết con quỷ nó nhập vô người nào các bạn ơi. Hiện tại thì Phú muốn ghé ngôi chùa mà ông Huấn nói rất là nổi tiếng ở đó. Đó là chùa Kẻ Sặc. Sư trụ trì ở đó cũng là một người rất là có tâm đức. Hy vọng là sư trụ trì ở đó có thể giúp đỡ cho họ. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Cả xe được một tràng cười khoái chí. Sau một đêm căng thẳng, mệt mỏi, câu chuyện về nguồn gốc cái khăn lau mặt của Kim đã khiến cho các bạn trẻ tươi tỉnh một cách lạ thường. Xe chạy được đâu chừng 15 phút, ông Huấn nói. Chùa Kẻ Sặc ở trước mặt kia rồi. Thời tiết hôm nay xem chừng cũng mát mẻ, đi chùa là hợp lý nhất rồi. Đợi tôi đánh xe vào chỗ đổ rồi xuống nha. Muốn mua đồ lễ ở ngay gần chùa cũng có. Xuống xe đi bộ chừng 50 mét là đến trước cổng chùa. Sắm sửa ít lễ, chỉnh lại quần áo, tóc tai trước khi bước vào trong, Yến nói với Phú. Mình đi được chưa anh? Phú quay lại nhìn thì thấy Kim vẫn đang đứng loanh quanh gần chỗ bán tiền vàng, nhang, đèn cầy. Yến bèn gọi. Chị Kim, đi thôi. Thấy Kim dường như có điều gì đó không ổn, Yến cùng Phú chạy lại. Yến hỏi. Chị sao vậy? Nhìn Phú, Kim vẫy tay Yến lại gần rồi nói thầm điều gì đó. Không biết hai người trao đổi gì. Chỉ biết Yến quay sang nói với Phú. Chị ấy mệt. Hay chúng ta vào đó thắp hương một chút rồi về anh nhé. Phú hỏi Kim. Chị không vào sao? Đến đây rồi thì vô đó thắp nén hương rồi về. Vào đó cũng có nhiều bóng mát, ngồi sẽ dễ chịu hơn. Kim lườm mắt lườm Phú. Không, tôi không vào. Đừng có nói nhiều, biến nhanh đi. Nhìn Kim một lượt, im lặng vài giây, Phú nhếch mép cười rồi nắm tay Yến kéo đi. Phú nói. Vậy sao? Thế chị ở đây đợi bọn tôi vậy nha. Mình đi thôi em. Yến đỏ ửng cả mặt khi bị Phú bất ngờ nắm tay như vậy. Thẹn thùng Yến đáp. Dạ vâng, chị ngồi đây chờ nhé. Đi được một đoạn, không biết cố tình hay vô ý, nhưng tay của Phú vừa khẽ đưa lên vòng qua eo Yến. Nhưng chưa chạm được bao lâu thì... Bỏ cái tay ra, cậu tính làm gì vậy? Yến giật mình, quay lại nhìn. Người vừa phát vào tay Phú chính là Kim. Yến hỏi. Sao chị lại... Kim trả lời. Chị đổi ý rồi, chị cũng sẽ đi vào trong chùa. Vừa nói, Kim vừa cố gắng tỏ ra bình thản, mặc dù bụng Kim đang rất đau. Cơn đau có vẻ như càng lúc càng tồi tệ. Nó không giống với đau bụng kinh bình thường. Thấy sắc mặt của Kim hơi nhợt nhạt, Yến nói. Nhìn chị có vẻ rất mệt, không cần cố quá, em vào đó thắp hương xong sẽ ra ngay. Kim gườm mắt nhìn Phú, Kim đáp. Không, chị không thể để em đi riêng với tên này được. Với nữa, biết đâu vào trong chùa không khí thoáng đãng, chị lại thấy dễ chịu hơn thì sao? Ông Huấn đứng đằng trước gọi với. Mấy đứa đi được chưa? Kim chen ngang vào giữa Phú với Yến rồi vẫy tay đáp lại. Dạ vâng, bạn cháu xong rồi đây. Cả bốn cùng bước vào trong chùa. Chùa Kẻ Sặc là một ngôi chùa cổ lưu giữ nhiều nét truyền thống của văn hóa dân tộc. Ngôi chùa cũng đã chứng kiến bao thăng trầm, biến đổi lịch sử qua từng thời kỳ, qua các cuộc đấu tranh gìn giữ đất nước. Cũng bởi vì lẽ đó mà phải qua hai lần trùng tu và phải tới lần đại trùng tu vào năm 2008 tới năm 2009, chùa Kẻ Sặc mới phần nào khôi phục lại cả về mặt hình thức cũng như các giá trị tín ngưỡng, tâm linh, phục vụ việc tu tập cũng như gìn giữ, truyền bá văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây dựng với hai tầng. Tầng trên là nơi thờ Phật, tầng dưới là nơi tu tập và sinh hoạt của tăng ni, Phật tử. Chùa được thiết kế theo kiểu chữ công, phía trước là thượng điện, phía sau là nhà thờ tổ. Trong chùa có 13 gian, bao gồm 5 gian thượng điện, 3 gian ống muốn, 5 gian hậu cung. Bên ngoài chùa có hành lang chạy xung quanh, bao gồm 48 cột đá vuông, thắt cổ bồng, chạm nổi cánh sen tiết tấu cầu đối hán. Lan can đá được ghép bằng 108 bức phù điêu truyền tải giáo pháp giải thoát của 108 Đức Phật. Thẳng giữa chính điện phía hai bên có hai cầu thang đá tháp đỉnh đèn gấp khúc vào phía trong, nội tự diễn tả ý nghĩa trung đạo của pháp tối vi tiệp kính, nối với tầng dưới gặp nhau ở lối đi trục giữa thông trước sau.
Thiết kế này là biểu tượng của Bách Pháp Minh Môn, Tam Thừa Hiển Nhất Quy Chân. Theo các nhà phong thủy, kiểu bố cục trên hợp lý với tất cả các địa thế phong thủy. Mặc dù còn sớm, nhưng trong chùa đã có một vài Phật tử đến dâng hương. Quang cảnh chùa trang trọng, tôn nghiêm, cây cối xanh tốt. Bước vào chùa, quả nhiên có cảm giác thanh tịnh. Mùi hương thoảng nhẹ nhẹ trong gió. Trên những cành cây cao, tiếng chim ríu rít truyền cành. Qua một đêm không ngủ, ai cũng mệt mỏi. Nhưng cảnh chùa nơi đây khiến cho mọi phiền muộn dần bay biến. Nhắm mắt khẽ hít một hơi thật sâu, Yến mỉm cười. Thoải mái thật đấy à? Ông Huấn nói. Tất nhiên rồi, ngôi chùa này có điều gì đó rất kỳ lạ. Mặc dù chùa nằm ở ngay vùng đô thị, nhưng bước vào trong chùa giống như ta đang ở một nơi khác. Không xô bồ, không ồn ào. Mấy đứa muốn vãn cảnh hay thắp hương thì cứ đi nha. Bác đi công đức một chút, có gì đợi nhau ở ngoài xe ha. Yến nói với Kim và Phú. Trong túi em vẫn còn ít tiền lẻ, 10.000, 20.000. Mình dạo quanh một vòng thắp hương rồi đặt lễ. Em không nghĩ đi chùa lại thư thái đến vậy. Phú nhìn theo hướng ông Huấn, Phú nói với Yến. Hay em đi với Kim đi, anh có chút chuyện muốn hỏi bác Tài, có gì gọi điện nha. Đoạn Phú chạy theo ông Huấn. Yến quay lại thì thấy Kim vẫn đang ôm bụng. Phú đi rồi Kim mới thả lỏng người. Yến vội hỏi. Chị đau lắm phải không? Nhìn mặt chị xanh xao lắm. Kim đáp. Chị cũng không biết nữa, nhưng đúng là đau lắm. Mọi lần đến ngày cũng không đau đến như vậy. Chị phải vào nhà vệ sinh, không biết ở đâu nhỉ? Yến nhìn xung quanh. Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em đến đây. Còn đang loay hoay không biết tìm nhà vệ sinh cho Kim ở đâu, thì may mắn có một người phụ nữ mặc áo nâu sòng, tay cầm vàng tiền, nhang với túi hoa quả đi ngang qua. Yến hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi, nhà vệ sinh ở đâu à? Người phụ nữ có lẽ là Phật tử thường xuyên lui tới chùa, nên biết rất rõ mọi nơi trong chùa. Bà ta chỉ đường cho Yến rất cặn kẽ. Nhìn Kim ôm bụng đau, mặt đổ mồ hôi, người phụ nữ lắc đầu. Chắc lại đến ngày phải không? Đi chùa người ta kỵ nhất cái này, chẳng ý tứ gì cả. Yến vội giải thích. Dạ không phải đâu ạ, chị cháu chắc có lẽ ăn phải cái gì nên đau bụng thôi cô ạ. Chúng cháu cảm ơn. Nói rồi Yến cúi đầu chào, rồi đưa Kim đi đến khu vực nhà vệ sinh. Vừa đến nơi, Kim lao nhanh vào trong, đóng sầm cửa lại. Yến đứng bên ngoài đợi vẻ mặt lo lắng, bởi quen biết Kim từ nhỏ. Chưa bao giờ Yến thấy chị mình lại vì đến ngày mà đau tới mức quằn quại như vậy. Trong lúc đó, Phú bắt kịp ông Huấn. Nhìn thấy Phú, ông Huấn hỏi. Ủa, sao cậu lại đi có một mình, hai đứa kia đâu? Phú nói. Bác Huấn, cháu có việc này muốn nhờ bác. Ông Huấn ngạc nhiên. Có việc gì vậy? Cậu cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Phú tiếp. Trên xe, bác có nói bác với trụ trì chùa này cũng có chút quen biết phải không ạ? Ông Huấn gật đầu. Ừ, đúng rồi. Tôi từng được thầy trụ trì giúp đỡ, cũng gọi là có nhân duyên. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Phú nói. Bác có thể đưa cháu đi gặp sư thầy được không? Cháu có điều muốn nhờ sư thầy chỉ dạy. Ông Huấn trả lời. Được thôi, tôi cũng đang trên đường đến gặp sư thầy đây. Cơ mà còn phải xem thầy có đang bận công việc gì không đã. Đi theo tôi. Phú cảm ơn ông Huấn rồi cùng đi. Đi được một đoạn thì thấy có một tiểu tăng chỉ chừng 13-14 tuổi đang tưới cây. Ông Huấn cất tiếng gọi. Thanh thiện, nếu mà cứ chăm tưới nước như thế, cây sẽ tươi tốt lắm đấy. Vừa nghe thấy giọng nói, tiểu sư phụ quay lại nhìn, nhận ra ông Huấn, vị tiểu sư phụ cười rối rít. À, ông Huấn, sao hôm nay ông lại đến chùa thế này? Ông Huấn bước tới gần khẽ đáp. Nói như thế có nghĩa chú tiểu thanh thiện không muốn tôi tới đây phải không? Vị tiểu sư phụ gãi cái đầu trọc, cười cười. Ý cháu không phải vậy, tại hôm nay không phải mùng 1 mà cũng chẳng phải ngày rằm. Thường thì ông hay đến chùa vào 2 ngày đó. Ông Huấn cười lớn. Tiểu sư phụ có trí nhớ tốt thật đấy. Hôm nay tôi chở khách đi ngang qua đây nên ghé vào thăm chùa một chút. Tiểu sư phụ cho tôi hỏi, sư thầy có đang bận gì không? Tôi muốn gặp, chào sư thầy một câu. Cũng là tiện đây có vị thí chủ đây muốn xin sư thầy chỉ dạy. Vị tiểu sư phụ đáp. Có, sư thầy đang ở vườn rau phía sau chùa. Vậy hai vị đứng đây đợi,
cháu sẽ đi nói qua với sư thầy rồi quay lại ngay. Dứt lời, vị tiểu sư phụ bỏ gáo nước được làm bằng trái dừa khô vào trong thùng gỗ, rồi chạy đi bẩm báo với sư thầy trụ trì. Phú nói với ông Huấn. Qua cách nói chuyện thì chắc mọi người ở đây đều biết bác. Chú Tiểu khi nãy nhìn thấy bác còn cười nói rất vui. Ông Huấn mỉm cười. Thì mấy năm nay tháng nào tôi cũng lui đến cửa chùa mà. Mà cậu muốn gặp sư thầy có chuyện gì vậy? Phú trả lời. À dạ, cũng không có gì. Chỉ là thời gian gần đây cháu có gặp một số chuyện kỳ lạ, trong lòng bất an, muốn sư thầy điểm chỉ. Trên lệch múi giờ đúng một tiếng đồng hồ. Tại thu viện Sô Dông, một tu viện nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước Thiên Ba Sum thuộc vùng Nijinchi, Tây Tạng. Bên trong tu viện, cô lại đang ngồi thiền giữa đại điện. Bất chợt cô lại mở mắt, ngón cái và ngón giữa của bàn tay phải chạm vào nhau. Cô lại nói ra miệng. Đã quá thời gian thắp hương trên điện thờ, chẳng lẽ cậu ta quên rồi sao? Om Ami Dewa Ri. Tâm của con vẫn đang nghĩ đến những chuyện khác, thì làm sao có thể tập trung lĩnh hội, tu tập theo pháp thiền định của đại sư Padma Samhava Liên Hoa Sinh được đây? Hãy để tâm mình thật tĩnh lặng như mặt hồ Thiên Ba Sum. Có như vậy, con mới tự mình nhìn thấu khả năng của chính bản thân con. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Vị tu sĩ mắt vẫn nhắm, nhưng dường như ông ấy có thể biết được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Tại chùa Kẻ Sặc, lúc này ông Huấn và Phú được vị tiểu sư phụ dẫn đường đi đến phía sau khuôn viên chùa. Đó là một mảnh vườn nhỏ trồng rau. Tới một cái chòi, chú Tiểu nói. Sư thầy đang giở tay một chút, thầy nói hai người ngồi đây đợi, xong việc thầy sẽ ra ngay. Đoạn vị tiểu sư phụ bê khay đựng bộ ấm chén màu nâu đất đi pha trà. Thấy hơi lạ, Phú hỏi. Sao lại đợi ở đây hả bác Huấn? Đây là vườn rau mà. Ông Huấn mỉm cười. Ừ, đúng là vườn rau. Cậu có nghe thấy tiếng tưới nước bên trong vườn không? Sư thầy trụ trì đang tưới rau đó. Phú tròn mắt ngạc nhiên. Trụ trì mà phải đi tưới rau ư? Sao thế được? Ông Huấn cười đáp. Có gì đâu mà lạ. Chẳng phải chú Tiểu khi nãy chúng ta gặp cũng đang phải tưới cây sao? Phú nói. Nhưng theo như cháu hiểu, thì trụ trì là người đứng đầu của một ngôi chùa. Sao lại có thể gánh nước tưới rau hay nhặt cỏ được chứ? Những việc này giao cho người khác làm là được mà. Ông Huấn tiếp. Ở đâu thì tôi không biết. Còn sư thầy ở đây, mặc dù tuổi đã ngoài 70, nhưng công việc gì thầy cũng đều làm. Tôi có nhớ sư thầy từng nói với tôi một câu. Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau. Không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Tôi thì không hiểu được sâu xa, nhưng cũng nghiệm ra được câu nói đó hàm ý. Muốn cho người ta biết trên cõi đời này thì ai cũng giống như ai. Máu ai cũng có màu đỏ, mà nước mắt ai cũng có vị mặn. Đều cùng là con người nên không phân biệt. Tứ chúng đồng tu mới thể hiện được sự đoàn kết gắn bó trong đạo Phật. Từ trong vườn rau có tiếng bước chân. Hai tay xách hai thùng nước bước ra khỏi vườn là một vị cao tăng, mặc bộ quần áo nâu sòng, chân đi giày vải, dáng người hơi khom cùng chòm râu bạc. Hướng mắt nhìn về phía chòi nơi hai vị khách đang đợi. Sư thầy khẽ mỉm cười đi đến. Ông Huấn vội đứng dậy, chắp hai tay trước ngực cúi chào. Ông Huấn nói. Bạch thầy, chúng con đã làm phiền thầy rồi. Vị sư trụ trì đặt hai thùng nước xuống, đưa tay lên cúi đầu chào đáp lễ. A Di Đà Phật, Bần Tăng mới là người đã để hai vị thí chủ đây chờ đợi. Sáng nay bận tưới rau nên quần áo không được tươm tất, giày vẫn còn vương bùn đất. Mong hai vị thí chủ không chê cười. Phú có chút bối rối trước cách nói chuyện của sư thầy trụ trì và ông Huấn. Đây cũng là lần đầu tiên Phú đi chùa, cũng là lần đầu được gặp trực tiếp một vị cao tăng như thế này. Nhìn nước da điểm đồi mồi, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt, trên đôi bàn tay vị cao tăng, nhìn chòm râu bạc trắng cùng đôi lông mày đã bạc gần hết. Tuy vậy, ở vị cao tăng toát ra sự trang nghiêm, khí khái bất phàm, cho dù ông ăn bận vô cùng giản dị. Còn mãi nhìn ngắm vị sư trụ trì,
Phú ngớ người khi ông Huấn khẽ kéo tay giới thiệu. Đây là sư trụ trì của chùa Kẻ Sặc. Chào sư thầy đi chứ. Phú vội cúi đầu. Dạ, con chào sư thầy. Sư thầy hỏi. Vị thí chủ đây là... Ông Huấn trả lời. Dạ, thưa thầy, cậu này tên Phú, là khách của con. Hôm nay đi qua chùa, cậu ta có nhã ý muốn ghé vào chùa thắp hương, vãn cảnh. Nãy biết con đi tìm thầy nên cậu ấy đi theo, nói muốn diện kiến thầy, có điều mong thầy chỉ dạy. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Sư thầy đáp. Ra là vậy, nơi đây luôn chào đón tất cả mọi người. Bất kể ai, khi tìm đến đây, nhà chùa đều mở rộng cửa. Nào, ngồi xuống đi. Có lẽ Thanh Thiện đang pha trà đem tới rồi. Sư thầy vừa nói xong thì chú tiểu Thanh Thiện xuất hiện. Trên khay không chỉ có trà mà còn có cả mấy cái bánh bao chay. Bê trà với bánh đặt xuống chiếc bàn, được làm từ mây tre đan. Thanh Thiện kính cận. Mời sư phụ cùng hai vị uống trà ăn bánh. Giờ Thanh Thiện phải đi làm nốt công việc sáng nay của mình. Sư thầy rót trà mời khách. Thấy Phú ngập ngừng, ông Huấn dục. Kìa, có sư thầy ở đây. Muốn hỏi gì thì cậu hỏi luôn đi chứ. Phú ấp úng chưa mở được lời. Vị sư trụ trì nhìn Phú khẽ nói. Có phải thí chủ đây đang bất an vì chuyện gì đó phải không? Sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Uống trước chén trà, ăn tạm miếng bánh rồi nói gì thì nói. Chùa chỉ có bánh chay, trà mạng, mời hai vị thí chủ dùng. Ăn miếng bánh, uống ngụm trà. Mùi thơm của khói trà vương trên cánh mũi, mang theo hơi ấm, khiến Phú thấy thư thái lạ thường. Có lẽ do cả đêm qua không ngủ, nên ăn miếng bánh bao chay cũng ngon một cách khó tả. Phú ăn hết cái bánh. Sư thầy rót thêm trà cho Phú, nét mặt tự tin, tinh thần phấn chấn hơn. Phú nhìn ông Huấn, nói. Bác Huấn, bác để cháu nói chuyện riêng với sư thầy một lát được không ạ? Ông Huấn nhìn sư thầy. Sư thầy khẽ nhấp một ngụm trà rồi gật đầu. Ông Huấn đáp. Ừ, vậy cậu ở đây với sư thầy. Tôi chạy ra xem có giúp được chú tiểu Thanh Thiện việc gì hay không. Chào thầy, con đi. Đợi ông Huấn đi khỏi, Phú mới lấy trong túi ra cái lọ thủy tinh đem từ nhà bà Sim tới đây. Đặt lên mặt bàn, Phú nói. Điều mà cháu muốn hỏi sư thầy chính là thứ này. Sư thầy không cầm cái lọ đó lên, cũng không nhìn vào cái lọ. Rót thêm tuần trà, sư thầy hỏi. Thế chủ, đây rốt cuộc là vật gì? Sao lại mang một vật có tà khí vào trong cửa chùa? Phú tiếp. Dạ thưa thầy, đây được gọi là bùa chiêu tài, là một loại bùa dùng xác thai nhi và mỡ hỏa tán luyện thành. Vị sư thầy khẽ nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực, miệng nói. À Di Đà Phật, tại sao trên đời lại có thứ bùa phép dùng linh hồn của cả người sống lẫn người chết để đạt được mục đích bất chấp luân thường đạo lý đến thế này? Bần tăng không phải người giỏi về thuật xem tướng, nhưng nhìn thí chủ không phải kẻ có ác tâm, ngược lại còn thấy thí chủ là một người tốt, có phúc có đức, nên trải qua đại nạn vẫn bình an. Đó là do phúc báo bảo vệ. Vậy tại sao thí chủ lại sở hữu thứ bùa ngải đáng sợ này? Phú kể lại tất cả sự việc đã xảy ra trong đêm ngày hôm qua cho vị cao tăng nghe. Cũng giải thích vì sao Phú lại muốn ghé qua chùa và không muốn để ông Huấn biết chuyện. Nghe xong, sư thầy vuốt chòm râu bạc. Lúc này, ông mới cầm cái lọ thủy tinh, bên trong đựng xác hài nhi lên nhìn. Sư thầy khẽ niệm Phật. Lát sau ông nói. A-di-đà-phật. Bần tăng đã hiểu mọi chuyện. Thật cảm kích tấm lòng của các vị thí chủ. Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa phù đồ. Các vị là những người trẻ tuổi mà đã có tâm đức vô lượng. Không ngại nguy hiểm, khó khăn cứu giúp gia đình họ thoát khỏi cảnh tang thương. Bần tăng cúi đầu cảm ơn. Tuy nhiên, câu hỏi mà thí chủ vừa hỏi, quả thật bần tăng không biết trả lời ra sao cho đúng. Phú hỏi, chẳng lẽ ngay đến cả sư thầy cũng không biết được số cuộc phong thai này đã đi đâu hay sao à? Sư thầy đáp, một linh hồn nếu không được siêu độ sẽ gá vào bản thể lúc sống còn lưu luyến.
có thể là đồ vật, di vật, cũng có thể là thân xác, xương cốt. Thai nhi này bị luyện thành bùa, xác được đặt trong lọ. Nếu đúng như những gì mà thí chủ vừa kể, thì vong hồn của thai nhi sẽ được gá vào đây. Nhưng lạ thay, Bần Tăng không cảm nhận được linh hồn của vong thai. Cái lọ này chỉ vương lại một chút tà khí từ việc luyện bùa, dưỡng bùa bằng máu người, từ dục vọng, ham muốn của những người từng sở hữu nó. Còn linh hồn của vong thai thì Bần Tăng không cảm nhận được. Nói một cách nôm na, thì hiện giờ trong cái lọ này chỉ còn là một cái xác không có linh hồn. Mặc dù theo Bần Tăng nghĩ, tích tụ tà khí nhiều năm đến mức nhập xác trần muốn ăn thịt người, thì nó không đơn giản chỉ là một vong thai nữa rồi. Phú nói, sư thầy, nếu nó không ở trong chiếc lọ này, thì liệu có khi nào nó đã nhập vào xác một người khác không ạ? Sư thầy trầm ngâm rồi trả lời, có phải thí chủ đang lo sợ vong thai này đã nhập vào một người bạn của thí chủ? Chính là cô gái ở trong nhà cùng với hai cha con người phụ nữ mà thí chủ đã giúp đỡ. Phú gật đầu, sư thầy nói tiếp, điều này theo Bần Tăng thì khó mà có thể xảy ra được. Tuy thứ bùa ngải này đáng sợ, nhưng nó không phải vật ai cũng có thể dùng. Muốn sở hữu nó cần phải thông qua người luyện bùa, tiếp đó dùng chính máu của người dưỡng để tạo mối liên kết về mặt tâm linh. Âm dương vốn dĩ tách biệt, việc ma quỷ hiện hữu là có thật, nhưng không phải là ma, là quỷ thì muốn nhập vào ai để thao túng cũng được. Nếu tùy tiện như vậy thì đâu thể phân biệt giữa âm và trần. Vong thai là do người phụ nữ kia thỉnh về thờ cúng. Sau một thời gian, nó đã trở thành một thành viên trong gia đình, hàng ngày hưởng lộc từ những người sống trong nhà đó, hút dương khí từ họ. Vì vậy lâu dần, âm sẽ đồng âm và vong thai mới có thể nhập hồn vào xác chồng con người phụ nữ kia. Còn bạn của thí chủ chỉ là người lạ nơi khác đến. Bất quá nó chỉ có thể dùng thân xác đã nhập hồn, hãm hại các vị. Chứ nếu để thao túng quý vị, e rằng không thể. Phú chắp tay cầu khẩn vị sư thầy. Dạ thưa sư thầy, mạn phép cho cháu thỉnh cầu một điều này được không ạ? Sư thầy gật đầu. Có gì thí chủ cứ nói. Phú tiếp. Hiện tại hai người bạn của cháu cũng đang ở trong chùa. Nếu được, kính mong sư thầy xem giúp cho, cũng là để chúng cháu được yên tâm. Hai người họ cũng là người tốt, thật sự cháu không muốn họ gặp phải bất cứ chuyện gì. Sư thầy mỉm cười đáp, à Di Đà Phật, Bần Tăng đạo hạnh không cao, nhưng cửa chùa luôn rộng mở. Nếu các vị thí chủ đã tìm đến nơi đây, âu cũng là do duyên số. Các vị vì giúp người mới vướng vào rắc rối, sao Bần Tăng có thể làm ngơ? Vậy giờ phiền thí chủ dẫn Bần Tăng đến gặp họ để nói chuyện. A-di-đà-phật. Cũng trong khuôn viên đằng trước chùa lúc đó, sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, Yến thấy Kim thần sắc nhợt nhạt, mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ ra khá nhiều. Yến vội hỏi, chị Kim, chị sao vậy? Nhìn chị không ổn chút nào cả. Kim dường như không nghe thấy gì mà đi lướt ngang qua Yến, kéo tay Kim lại. Yến gọi, chị Kim, chị không nhìn thấy em à? Lúc này Kim mới mơ hồ quay đầu lại nhìn, nhận ra cô em gái. Kim ấp úng, Là em à? Yến đáp, vâng, em đây. Chị thấy trong người thế nào? Sao cứ như người mất hồn vậy? Kim trả lời, Chị không sao. Yến ơi, hình như chị bị... Còn chưa kịp nói hết câu thì Kim đã vội đưa tay lên che miệng. Có vẻ như Kim đang buồn nôn. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Kim thêm một lần nữa chạy sộc vào bên trong. Đứng bên ngoài, Yến cũng có thể nghe thấy rõ tiếng nôn ọe của Kim. Yến lao đến mở cửa nhà vệ sinh, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Yến vừa đập cửa vừa gọi, Chị Kim, mở cửa ra cho em với. Chị làm sao vậy, chị Kim? Bên trong im lặng không có tiếng hồi đáp. Yến vẫn cố gắng mở cửa nhưng không được. Chừng ít giây sau, Yến nghe thấy bên trong có tiếng xả nước. Đồng thời Kim cũng mở cửa bước ra ngoài.
Có lẽ Kim vừa rửa mặt nên nước vẫn còn vương trên gò má. Mấy lọn tóc cũng ướt đẫm nước. Nhìn Kim, Yến hỏi: "Chị vừa nôn à?" Lấy tay lau mặt, Kim thản nhiên đáp: "Ừ, chị vừa nôn. Nôn hết ra thấy thoải mái hẳn." Chỉ cách đây vài phút, Yến còn thấy Kim ôm bụng đau đớn quằn quại, mặt mũi tái xanh cắt không ra giọt máu. Ấy vậy mà bây giờ sau khi rửa mặt bước ra, nhìn Kim tươi tỉnh hơn rất nhiều. Yến hỏi tiếp: "Chị còn đau bụng không?" Kim cười: "Hết đau rồi. Đã bảo chị không sao mà lại chị thấy khỏe hơn bao giờ hết." Bất chợt nghe điệu cười của Kim có hơi lạ lạ. Nhưng xưa nay Kim là người hay trêu đùa nên Yến cũng không để ý lắm. Hơn nữa đang lo cho sức khỏe của Kim, giờ thấy Kim không vấn đề gì, Yến cũng mừng. Hai chị em tiếp tục đi vãn cảnh chùa thì gặp Phú. Nhìn thấy Yến và Kim, Phú gọi: "Ở đây này." Yến cũng vẫy tay đáp lại. Phú nói: "May quá, thấy hai người rồi. Sao, hai chị em đi thắp hương được nhiều chưa?" Yến định trả lời thì Kim nói trước: "Cũng đang đi tiếp đi. Mà không phải cậu chạy theo bác tài xế sao? Sao lại đi một mình thế này?" Phú cười: "Bác Huấn đang giúp nhà chùa mấy việc. Quả nhiên không khí trong chùa thanh tịnh cũng giúp cho chị phấn chấn hẳn ra nhỉ. Nhìn sắc mặt tươi tỉnh, tốt hơn lúc mới đến đây nhiều. Chị thấy khỏe hơn chưa?" Kim nhếch mép cười: "Tất nhiên là khỏe rồi. Hương khói cũng đã xong. Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa?" Phú nói: "Tôi vừa gặp và nói chuyện với sư thầy trụ trì của chùa này. Đó là một vị cao tăng có đức hạnh. Về cũng được thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đến chào sư thầy một tiếng. Tiện gọi bác Tài về luôn. Hiện bác Tài đang giúp chú Tiểu một số việc bên trong chùa." Kim đáp: "Liên quan gì chứ? Cậu muốn chào thì đi mà chào. Mắc mớ gì gọi thêm chị em tôi. Hơn nữa tôi lúc này mà gặp các thầy e không tiện." Phú mỉm cười: "Khi nãy nói chuyện với sư thầy, tôi cũng có giới thiệu mình đi cùng hai người bạn nữa. Sư thầy nghe chuyện chúng ta cứu giúp gia đình bác Sim thì lấy làm cảm kích lắm. Thầy nói chúng ta có tâm thiện. Thôi, đằng nào cũng đến đây rồi, chào hỏi trụ trì cũng là phải phép." Yến đồng tình với Phú: "Anh Phú nói đúng đấy chị ạ. Gặp được sư thầy trụ trì cũng là một điều may mắn. Khi nãy lúc đứng ngoài đợi chị, em cũng có tra Google về lịch sử hình thành chùa và được biết trụ trì chùa Kẻ Sặc là người có lòng nhân hậu và rất có tâm. Từ khi về trụ trì, sư thầy đã đem hết khả năng của mình hướng dẫn tín đồ Phật tử sống đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, gắn bó tứ chúng lại với nhau. Em cũng muốn được diện kiến sư thầy. Đi đi chị Kim, chào thầy xong chúng ta sẽ về." Yến lên tiếng như vậy thì Kim cũng không còn cách nào để từ chối. Kim đồng ý, hai chị em đi theo Phú đến gặp sư thầy. Trong lúc Yến đi trước, Kim khẽ bước đến bên cạnh Phú rồi chạm vào vai Phú, kéo Phú đi hơi chậm lại một chút. Phú quay sang nhìn Kim rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Kim lườm mắt. Ánh mắt của Kim khiến cho Phú có hơi chột dạ. Trong khoảnh khắc, Phú thấy lạnh gáy. Kim thì thào: "Đừng diễn kịch nữa. Tôi biết lý do chính khiến cho cậu muốn vào ngôi chùa này. Định tìm hiểu xem có phải tôi bị ma nhập không, đúng chứ?" Phú im lặng một giây, Phú nói: "Chị làm tôi hơi bất ngờ đấy. Không giống với Kim mà tôi biết. Chính vì vậy tôi lại càng muốn kiểm chứng xem điều mà tôi đang lo lắng có đúng hay không." Kim khẽ cười: "Đừng lo lắng, vì chúng ta giống nhau mà." Sau khi diện kiến sư thầy trụ trì, nhóm ba người Yến, Kim, Phú rời khỏi chùa Kẻ Sặc. Trong lúc đợi ông Huấn đánh xe đến đón, Yến đi mua mấy chai nước. Kim hít tay nói với Phú: "Sao rồi, sư thầy nói gì với cậu?" Phú trả lời: "Không có gì, mọi thứ vẫn bình thường. Chúng ta quay về thôi." Phú nghĩ trong đầu cuộc nói chuyện với sư thầy trước khi ra về. "Hai người bọn họ có vấn đề gì không ạ?" Phú hỏi, sư thầy đáp: "Cô gái tên Kim có chút bất ổn." Phú hỏi tiếp: "Bất ổn là sao thưa thầy?" Sư thầy trả lời: "Bần tăng thấy hình như cô ta không được sạch sẽ, cơ thể có mùi tanh của máu." Nghe đến đây thì Phú hiểu nguyên do.
Trước đó Kim cũng có nói mình tới ngày. Nếu chỉ có vậy thì đúng là không có gì đặc biệt. Xem ra Phú đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sư thầy cũng khẳng định vong thai kia không nhập vào Kim. Phú gửi cái lọ thủy tinh lại cho sư thầy, nhờ nhà chùa chôn cất. Nương cửa chùa ngày ngày nghe kinh Phật để hóa giải oán nghiệp. Sư thầy đồng ý giúp Phú việc này. Có thể coi như chuyện nhà bà Sim đã được thành toàn. Mặc dù có nghĩ thế nào, Phú cũng không giải thích được việc tại sao tự nhiên vong thai kia lại biến mất một cách khó hiểu đến như vậy. Chẳng lẽ là do trời Phật cứu giúp? Không nghĩ nhiều nữa, Phú cúi chào sư thầy ra về. Nhưng trước khi Phú đi, sư thầy có nói với Phú một điều khiến Phú thật sự bất an. Thí chủ khoan đi đã. Phú dừng lại, sư thầy nói tiếp. A-di-đà-phật, bần tăng biết nếu nói ra điều này sẽ khiến thí chủ cảm thấy lo lắng. Vì thí chủ là người có tâm thiện, nếu không nói sẽ khiến bần tăng cảm thấy có lỗi. Cũng chẳng biết liệu rằng khi nói ra có giúp được thí chủ hay không. Nhưng bần tăng mạn phép dùng chút đạo hạnh của mình nhắc thí chủ câu này. Phú chắp tay kính cẩn hỏi. Dạ, có điều gì xin sư thầy chỉ dạy? Sư thầy nhìn Phú rồi khẽ lắc đầu, thở dài. Vị sư trụ trì nói với ánh mắt buồn rầu. Sắp tới thí chủ sẽ gặp họa lớn, có thể là họa sát thân. Thậm chí chuyện này còn liên quan đến cả người thân, gia quyến khó lòng tránh khỏi tang sự. Có người muốn hại thí chủ. Bần tăng đạo hạnh không cao, chỉ có thể giúp được một mình thí chủ mà thôi. Nếu thí chủ ở lại chùa này trong vòng 3 tháng, có thể tránh được họa. Nhưng già quyến, người thân, e rằng rất khó. Bởi họa này, tính trên mệnh của thí chủ. Nói cho dễ hiểu, nếu thí chủ an toàn, thì người thân sẽ gặp bất trắc. Hay là trước mắt, thí chủ cứ ở lại đi. Phú nghe lời sư thầy nói mà sởn gai ốc, rùng cả mình. Phải chăng đây cũng chính là lý do mà cô Lại yêu cầu Phú phải ở yên trong nhà của cô Lại, không được đi đâu ra ngoài. Không biết Phú suy nghĩ gì, chỉ biết Phú xin phép từ chối tấm lòng của sư thầy trụ trì. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng còi xe làm cho Phú giật mình. Nhìn phía trước, ông Huấn đã đánh xe đến. Kim huýt tay Phú. Sao tự nhiên thất thần ra thế? Vẫn chưa yên tâm là con này không bị ma nhập à? Cũng đúng lúc đó, điện thoại của Phú báo tin nhắn. Phú mở ra đọc. Không biết là tin nhắn của ai, nhưng rõ ràng nét mặt của Phú khi đọc xong tin nhắn không hề ổn một chút nào. Cả nhóm lên xe, ông Huấn hỏi. Bây giờ về Hải Phòng phải không? Yến trả lời. Vâng ạ. Kim nói với Yến. Nhưng chị không về nhà cô Lại nữa đâu. Yến ngạc nhiên. Sao vậy ạ? Kim mỉm cười. À, bố mẹ chị gọi chị về nhà, cũng không có gì. Hai chị em đang nói thì phía ghế trên, bất ngờ Phú quay sang bảo ông Huấn. Từ đây về huyện Phù Cừ có xa không bác Tài? Ông Huấn nói. Phù Cừ, Hưng Yên ấy hả? Chừng hơn 20 cây. Phú tiếp. Vậy chở cháu đến Hưng Yên, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ. Yến, em với Kim bắt xe khác về Hải Phòng nhé. Yến thản thốt. Sao tự nhiên anh lại muốn đi Hưng Yên? Phú trả lời. Vì anh muốn về quê nội, ngay bây giờ. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Trong tập ngày hôm nay thì... Sao thấy Kim đáng nghi quá vậy các bạn? Ý là cái con quỷ nhi á, có khi nào nó ở trong người của Kim hay không cũng giống như là Phú vậy? Tại vì mình cũng biết từ cái phần 1 là trong người của Phú có cái gì đó rất là nguy hiểm mà Kim cảm nhận được. Nhưng mà rõ ràng những người bình thường tiếp xúc với Phú hoàn toàn không nhận ra cái sự nguy hiểm đó. Mà chỉ thi thoảng Phú nhìn vô gương thì Phú thấy được cái hình ảnh phản chiếu trong gương là Phú, nhưng mà là một cái phiên bản ác giống vậy. Thì có lẽ như bây giờ Kim cũng bị giống Phú hay không ta? Chứ không thể nào mà cái con thai nhi đó nó biến mất được. Không thể nào nó tự ý nó rời đi, hay là có tự nhiên tới lúc đó có trời Phật cứu giúp, không có đâu. Nó phải ở đâu đó, mà bây giờ chắc là ở trong người của Kim rồi. Bởi vì có vẻ như Kim rất là khả nghi.
Lúc mà Kim chạy vô trong nôn ọe, mắt ói nôn ọe đồ này nọ đó, Báo cảm giác như nó giống như là một cái chất độc vậy đó, càng ngày càng xâm lấn vào cơ thể của Kim. Đúng thiệt, bà Kim bả bị hai người kia báo giới sợ báo. Bà Kim là đúng kiểu người ta ăn ốc để cho bả đổ vỏ đó các bạn. Ở phần 1 cũng vậy, bị quỷ em nó báo. Tại bả thương con Yến quá, thành ra đi theo. Cứ khuyên là thôi đừng có xí vô chuyện của người ta này kia kia nọ. Không nghe, số cuộc Kim là người bị thương nặng nhất. Ở trong cái phần 1, bị bầm dập tơi tả luôn. Qua tới phần 2, bị luôn cả hai người báo. Bị luôn cả ông Phú và bà Yến báo. Kim nói là, nghe cái mùi nguy hiểm đồ này nọ cái thứ đó, hai đứa cũng không nghe, cũng bởi vì tấm lòng lương thiện của hai đứa. Thì cái này mình cũng không có trách được, nhưng mà cuối cùng người lãnh hậu quả lại là Kim. Nhưng mà có một cái khá là thú vị, đó là Yến và Phú á, kiểu như là tấm lòng rất là lương thiện, rất là tốt bụng, là tốt với tất cả mọi người. Khi mà nghe ai đó có một cái hoàn cảnh đáng thương, thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho người đó. Thì Kim cũng có một cái tấm lòng rất là nhân hậu, nhưng mà điểm đặc biệt là Kim chỉ tốt với người mà Kim quan tâm thôi. Giống như là Yến, Kim coi như là em cá ruột vậy đó, quan tâm thương lắm. Thành ra là cho dù nó có báo như thế nào thì tới cuối cùng Kim vẫn sẽ là người đứng ra gánh chịu hậu quả. Giống như khi mà Kim nhận thấy sự nguy hiểm liền ngay lập tức đẩy Yến ra bên ngoài và đẩy cả Phú. Không phải bởi vì quan tâm Phú đâu, mà Phú mày phải bảo vệ con em tao, mày phải đứng ở ngoài đây mày bảo vệ con Yến. Còn lại thì Kim ở bên trong đây đối đầu với tất cả những cái sự nguy hiểm rình rập để bảo vệ cho em gái của mình và cho người ở bên ngoài bảo vệ em gái của mình luôn. Trời ơi là trời. Thì chứng tỏ một điều, Kim là một người rất là tốt luôn, nhưng mà là tốt có chọn lọc chứ không phải gặp ai cũng tốt. Nhưng mà nói lại một lần nữa thì lần này Kim lại bị báo nữa. Và bây giờ thì Kim đi về nhà. Cả ba người bắt đầu tách ra, khi mà Phú thì muốn về quê nội, Kim thì đi về nhà, thì bắt buộc Yến phải đi. Phải đi về nhà của Yến thôi. Mà có một đoạn mắc cười lắm. Tại vì cái đoạn đó thì Bác cũng không biết là chuyện làm sao. Cái đoạn mà Phú nói hai chị em là thôi đi tới chào sư trụ trì một tiếng. Thế là Yến mới nói, anh Phú nói đúng đấy chị ạ. Cái tác giả còn mở ngoặc mở ngoặc ghi thêm một câu, tiền sư con này chưa thấy nó bảo thằng Phú sai bao giờ. Thì đúng thiệt. Từ phần 1 cho tới phần 2 luôn, ông Phú nói ra câu gì là bà Yến kiểu, ồ, anh Phú nói đúng đó chị. Rồi, báo bà Kim sâu đậm luôn các bạn. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê nhé. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bác. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.